Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách lấy lại mật khẩu Zalo đã quên nhé. Đầu tiên đây là cái giao diện này của mình này, mình sẽ tải cái app Zalo về. Giờ mình sẽ bấm vào thì sẽ ra cái giao diện này. Thì nếu như các bạn mà ghi số điện thoại mà lại quên mật khẩu ấy thì có đã cái chữ là lấy lại mật khẩu đây, các bạn chỉ cần bấm vào đây. Đấy, cái số điện thoại của các bạn mà lập Zalo mà muốn lấy lại mật khẩu quên ấy thì các bạn nhập vào đây. 0392104890, đây là cái số mà Zalo mà mình đã quên đấy, mình các bạn nhập vào nhé. Rồi các bạn chuyển, bấm mũi tên này chuyển đi này. Đấy, bây giờ là họ sẽ ra cái giao diện là xác nhận xem là cái số điện thoại này có phải của bạn mà quên Zalo không. Các bạn bấm và xác nhận cho mình. Đấy, bây giờ sẽ có người gọi tôi đến, mình chuyển sang cái số điện thoại này. Có người gọi đến này, các bạn chỉ nghe máy và thực hiện cái số người ta nói là cho cái số mã số đấy. Các bạn đợi một chút nhé, người ta sẽ gọi lại ngay bây giờ. Đây, người ta gọi lần hai lần cơ. Alo. Đấy, khi người ta gọi cho mình alo và nhận cái mã mình nhập vào rồi, nó sẽ hiện ra cái giao diện này. Thì bây giờ là các bạn chỉ cần là tạo mật khẩu. Đấy, bây giờ các bạn muốn tạo mật khẩu mới thì các bạn viết nhập vào đây. Ví dụ như là mình sẽ tạo mật khẩu mới là I love you chẳng hạn. Bấm vào hiện lên nhá, để cho nó mình sẽ ghi này. Love you 1, 2, 3, 4, 5, ví dụ thế. Đấy, bây giờ mình sẽ viết xuống dưới giống cái mật khẩu ở trên để chúng ta xác nhận. Nhập lại hai lần. Love, I love you 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn bấm cập nhật. Mật khẩu của các bạn đã cập nhật. Vui lòng sử dụng mật khẩu này vào đăng nhập tiếp theo. Đấy, các bạn chỉ cần bấm tiếp tục nhé, thì sẽ hiện ra như này. Đấy là mình đã nhập vào rồi. Bây giờ các bạn mà muốn là đổi lại mật khẩu thì đơn giản thôi. Các bạn bấm vào đây. Thì các bạn chỉ cần là quyền riêng tư này hoặc là thế này, thì các bạn chỉ cần đổi. Thì trong những cái dòng ở trong này thì rất là nhiều cho các bạn xem cách đổi. Đó. Mình chúc các bạn lấy lại mật khẩu Zalo đúng cách nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình chúc các bạn làm YouTube thành công và nhớ là đừng quên đăng ký cho mình. Và bây giờ thì mình xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.